Mỹ à, em nghe anh giải thích đã đi. Mọi chuyện ấy không phải như em nghĩ đâu. Anh với Lan Anh ấy thực ra chỉ là anh em thôi. Em đừng có hiểu nhầm giữa mối quan hệ của bọn anh. Tôi không tin. Bây giờ ấy, anh muốn nói cái gì mà chả được. Quan trọng ấy là tôi không tin. Em nhất định phải tin. Tôi không tin. Em phải tin. Tôi không tin. Tránh ra cho tôi đi. Anh không tránh. Nếu như hôm nay em mà không tin ý thì còn lâu em mới được yêu hết. Bây giờ anh không bỏ ra đúng không? Anh không. Thế thì đừng có trách tôi nhá. Em định làm gì? Em dám. Có gì mà tôi không dám. Tôi đã cảnh cáo anh rồi. Nhưng mà đây là anh tự chuốc lấy thôi. Tôi nói cho anh biết nhá, lần này tôi còn nương tay. Nếu mà có lần sau nữa ấy, đừng có trách tôi. Mỹ, đợi anh với, đừng đi. Anh Huy, anh làm sao ở đây đấy? Tôi tưởng là anh phải đuổi theo cô bạn gái quý giá của anh chứ. Sao đứng ở đây? Lan Anh, mày qua em đây rồi. Em dìu anh đuổi theo Mi nhanh lên, không cô ấy đi mất. Anh bảo tôi là đuổi theo cô ta à? Đúng rồi. Cô ấy hiểu nhầm mối quan hệ giữa anh và em. Em mau đuổi theo giải thích đi, không là Mi đi mất bây giờ. Anh bảo tôi giải thích giúp anh nhá. Còn lâu đi nhớ. Lan, em. Ôi dồi ôi, không biết hôm nay là ngày gì nữa không biết. Hết bị người ta đạp vào giữa. Giờ lại đến nó chân. Ui dồi ôi, mình đúng là đèn đủi quá mà. Alo Huỳnh ơi. Anh Nam à? Anh Nam. Anh đến đây gặp em có chuyện gì vậy? Chân làm sao đấy? À, bị con heo nó đạp. Không sao đâu. Chút nữa ấy, em xoa dầu ấy là khỏi cay ấy mà. Thôi được rồi, thì anh yên tâm. Mà lúc nãy ấy, trong điện thoại anh có bảo với em là anh có chuyện gấp. Thế rốt cuộc là chuyện gì vậy anh? Anh... Này, nếu anh đến đây ấy, là để khuyên em chia tay với cái Mi ấy, thì em không đồng ý đâu. Em đã quyết định rồi. Không phải là chuyện đấy. Anh muốn đến nói chuyện với em về chuyện công việc ở công ty cơ. Sao tự nhiên hôm nay là chuyện công việc? Bình thường ấy, chuyện của công ty thì có liên quan gì đến em đâu. Bây giờ ấy, công ty hiện thiếu người quản lý. Anh định đến nói chuyện với em, bảo em đến giúp đỡ anh đây. Cái gì cơ? Anh muốn em đến công ty để làm á? Bây giờ nhà còn mỗi hai anh em thôi. Dù sao thì em cũng đã lớn rồi. Cũng đến lúc em phải giúp đỡ anh một tay rồi. Không được. Chẳng phải anh cũng thừa biết là năng lực của em như thế nào à? Em mà đến công ty của anh mà làm ấy, có khi là làm anh hỏng việc hơn đấy. Có ai bắt đầu công việc là biết làm ngay đâu. Phải dần dần mới làm được chứ. Nếu mà anh tin là với năng lực của em ấy, thì chỉ cần học hỏi nhiều thì sẽ làm được thôi. Nhưng mà em thì em không thích cái môi trường văn phòng cho lắm. Nó cứ bị gò bó về không gian, khó chịu lắm. Thế bây giờ cứ mãi đi làm phục vụ thế à? Em không nghĩ đến cái Mi à? Có một công việc ổn định như thế sẽ tốt hơn chứ. Chuyện này... Thế bây giờ ấy, cái Mi lúc nào nó cũng muốn là em phải có một công việc ổn định. Nó trông chờ vào em. Anh nghĩ bạn gái của em nó sẽ rất vui nếu như em có một công việc ổn định. Hơn nữa, nếu em đồng ý đến công ty làm việc, anh sẽ suy nghĩ lại chuyện kết hôn giữa em và Mi. Anh nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Từ trước đến giờ, đã bao giờ anh nói dối em đâu. Được. Vậy thì em đồng ý. Nhưng mà anh phải nhớ là không được nuốt lời đâu đấy. Hóa ra là em ở đây. Anh cứ đoán đúng à? Này, sao anh bám ra anh như đỉa thế? Tôi đã bảo rồi, chúng ta chia tay. Anh không hiểu à? Em nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh thực sự hôm nay đến đây tìm em ấy là có chuyện quan trọng. Anh thì có cái chuyện quan trọng gì để muốn nói với tôi? À, hay là anh đang định nói là anh mới lãnh lương từ cái công việc phục vụ đấy? Để tôi nói luôn cho anh biết nhá. Mấy cái đồng lương đấy ấy, tôi uống mấy cái cốc này còn không đủ ấy. Cho nên tốt nhất anh đừng bám theo tôi nữa. Không phải. Chuyện là như thế này. Lúc nãy anh Nam đến đây để tìm anh. Anh ấy bảo là anh ấy muốn anh quay về công ty để làm việc. Anh ấy đồng ý là cho chúng ta kết hôn đấy. Anh Nam cho anh đến công ty làm việc Anh lại còn đồng ý cho chúng ta kết hôn á? Ừ. Thật mà, anh đùa em làm gì chứ? Em vừa đi là anh ấy đến đấy. Này, không phải là anh đang bịa ra cái chuyện này để làm lành với tôi đấy chứ. Chả phải là anh trai anh bảo là không cho chúng ta kết hôn, lại còn khóa hết các tài khoản thanh toán của anh, bắt anh phải sống tự lập à? Thì đúng. Đấy là do là chuyện lần trước anh có nói chuyện với anh ý không suy nghĩ, nên là làm anh ý nổi giận. Nhưng mà bây giờ anh ý nguôi giận rồi, nên là tha lỗi cho anh. Anh nói thật không đấy? Anh nói thật mà. Ngay ngày mai anh sẽ đến công ty để làm việc. Tạm thời thì anh sẽ giữ chức vụ trưởng phòng. Đợi một thời gian nữa khi anh có kinh nghiệm thì anh ý sẽ tăng chức cho anh. Xem ra thằng ngốc này nói thật, có cho nó 10 lá gan nó cũng không dám nói dối mình. Nếu như anh trai nó đồng ý cho nó quay lại công ty thì nó lại trở thành một cậu ấm con nhà giàu tiền tiêu không hết. Hơn nữa nó lại đối với mình chết mê chết mệt như thế, chuyện lừa nó cưới mình là hết sức dễ dàng. Nhưng mà anh nói như thế thì em chúc mừng anh nhá. Thật ra là tại em lo lắng cho anh quá cho nên mới tức giận như thế thôi. Nhưng mà chuyện lúc nãy anh không giận em đấy chứ? Tất nhiên là không rồi. Anh biết là em quan tâm và lo lắng cho anh như thế nên em mới ghen. Chứ thực ra ấy, anh với Lan Anh ấy là không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà bây giờ anh phải hứa với em đi. Anh phải hứa là anh không được quay lại với cô ta nữa. Nếu không ấy, em không bỏ qua cho anh đâu. Anh hứa mà. Từ giờ trở đi ý, nếu em không thích ý, thì anh sẽ hạn chế tiếp xúc với Lan Anh. Nhưng mà như là con bé đấy làm cùng công ty với anh ạ? Ừ, đúng rồi. Lan Anh ấy là đang làm thư ký cho anh Nam. Không được. Nếu mà thế thì chả phải là ngày nào cô ta với cả anh cũng tiếp xúc với nhau à? Em không chịu được đâu. Chuyện này anh phải làm thế nào? Anh cũng đã bảo với em là anh sẽ cố gắng hạn chế tiếp xúc với cô ta rồi mà. Không được, em không tin. Hay là bây giờ thế này đi. Anh nói với cả anh Nam là xin cho em một chức gì đấy ở trong công ty của anh để em vào làm cùng anh. Có như thế em mới yên tâm được. Chuyện này... Nếu mà anh không đồng ý ấy, thì chứng tỏ là anh với cô ta có gì với nhau. Như thế thì anh không dám xin cho em vào công ty làm. Không phải, không có đâu. Thôi được rồi, chuyện này cứ phải để anh hỏi anh Nam đã. Anh ấy là người quyết định thì mới được cơ. Thôi được rồi, ngày mai cứ bảo cô ấy cùng đến công ty với em. Anh sẽ sắp xếp vị trí cho hai người. Ừ, thế nhá. Mời vào. Anh Nam, anh cho gọi em à? Ừ. Anh nhờ em bố trí cho anh một vị trí làm việc cho Huy và người yêu của nó. Ngày mai nó sẽ đến công ty làm việc. Anh bảo gì cơ? Anh đồng ý cho Huy và bạn gái của Huy đến đây làm việc á? Ừ. Lúc nãy Huy vừa điện cho anh, bảo là muốn xin cho bạn gái nó một vị trí làm việc công ty ta. Em giúp anh nhé. Thật sự là không phải là em muốn nói xấu đồng nghiệp gì đâu, nhưng mà cô My không phải là người tốt lành gì. Rõ ràng là chính mắt em nhìn thấy cô My cố tình lợi dụng cậu Huy mà. Anh biết. Anh biết? Đúng vậy. Chính vì anh biết cô My đó như thế nào cho nên anh mới nhất quyết một mực không đồng ý cho Huy và cô ta yêu nhau. Anh đánh giá con người không phải là vì hoàn cảnh của gia đình cô ta, mà cái anh không đồng ý là vì cách sống của cô ta. Nếu mà anh đã không ưng như vậy rồi, thế mà vẫn còn cho cậu Huy với cô My vào đây làm việc, rõ ràng là anh biết cô ta nếu mà vào đây làm việc ấy sẽ không có ý định gì tốt cơ mà. Anh đồng ý cho cô ta vào đây làm việc ấy, là bởi vì anh đang muốn cô ta giở trò. Vậy ý của anh là... Thay vì để cô ta giở trò ở những nơi mình không biết thì hãy để cô ta giở trò công ty để anh nhìn thấy được. Sau đó anh sẽ vạch mặt cô ta. Vì nó rất ngây thơ, nó không thể nào nhìn được bộ mặt thật của cô ta, cho nên anh phải giúp nó một tay. Này, em cũng biết là SVM là công ty lớn từ lâu rồi, nhưng mà em không nghĩ nó lại đẹp thế đấy. Từ lúc bố mẹ anh giao công ty này cho anh Nam, anh ấy đã giúp công ty này ngày càng phát triển quy mô không ngừng mở rộng. Anh bảo này, trụ sở này ấy, là vừa mới được sửa lại cách đây không lâu đấy. Anh Nam, suốt ngày anh chỉ anh Nam thôi. Thế anh ta giỏi đến như thế thật à? Ừ, chứ còn gì nữa. Chẳng qua là em không biết thôi. Anh ý có công xây dựng nên cái công ty này. Công ty này ấy, có được như ngày hôm nay là nhờ công sức của anh ấy đấy. Công sức của ai ấy thì em không cần biết. Nhưng mà quan trọng là anh có được chia tài sản không? Chắc chắn là anh cũng phải được chia một phần chứ nhở? Nhà anh cũng chỉ có hai anh em thôi mà. Thì anh cũng chỉ được một phần nho nhỏ thôi. Còn lại đâu ấy là của anh Nam hết. Cả cái công ty to như thế này mà lại của anh ta hết á? Ừ, anh bảo nhá, ngày xưa ấy bố mẹ anh làm ăn thất bại nên là cũng không có nhiều tài sản để chia. Anh Nam anh ấy đứng ra nhận điều hành cái công ty này, giúp cho công ty ngày càng phát triển. Vậy nên ấy, anh ấy có quyền được thừa hưởng tất cả. Nhưng mà em không cần phải lo. Anh trai anh ấy thương anh lắm, nên là không để anh phải chết đói đâu. Có một người anh trai tuyệt vời như thế, còn phải lo cái gì nữa chứ, đúng không? Hai người đến rồi à? Chủ tịch và tôi sắp xếp công việc cho hai người. Đi cho tôi nhá. Cảm ơn em, vất vả cho em quá. Đúng là thằng ngu. Tài sản chia hết cho người khác rồi vẫn còn vui vẻ như thế được. Anh trai giàu có thì làm sao? Tiền có phải ở trong túi mình đâu. Để xem đến lúc mày đi ăn mày phải ngửa tay xin tiền anh mày từng đồng ấy, có nhục không? Hiện tại anh Huy giữ vị trí trưởng phòng nên sẽ ngồi ở vị trí này. Còn cô My là nhân viên của anh, cho nên cũng được bố trí ngồi cùng phòng với anh. Anh biết rồi. Hiện tại thì vị trí chỗ ngồi là như vậy. Còn về phần công việc sẽ như thế nào ấy thì tận nối vào trong phòng họp, anh Nam sẽ triển khai với hai người sau. Còn anh ấy, anh mà có chuyện gì cần thắc mắc thì cứ nói thẳng trực tiếp với em. Cảm ơn em nhé. Chủ tịch ạ. Anh. Thế nào? Đã quen với công việc ở đây chưa? Lúc nãy Lan Anh cũng đã giới thiệu cho em hết rồi ạ. Trước mắt anh mới vào công ty làm thì công ty còn trống một vị trí này thôi, cho nên anh sắp xếp em làm vị trí này. Thêm một thời gian nữa có kinh nghiệm rồi ấy, anh sẽ thăng chức cho em. Em biết năng lực của mình như thế nào mà. Làm vị trí này là được rồi, chứ làm cao quá áp lực lắm. Anh chỉ sợ em lười biếng thôi, chứ năng lực làm việc sẽ tích lũy theo thời gian. Có điều gì không hiểu ấy thì cứ hỏi anh, không cần phải lo lắng. Dạ vâng ạ. À, mọi người chuẩn bị đi. Có thể hôm nay sẽ phải họp sớm. Lát nữa anh còn phải sang công ty đối tác để ký hợp đồng. Dạ vâng, em vào sắp xếp ngay ạ. Em cũng chuẩn bị đi nhá. Dạ vâng. Này, sao anh trai anh với cả anh nhìn chả giống nhau tí nào thế? Ô, em cũng thấy như thế à? Từ nhỏ đến lớn ấy, ai cũng bảo như vậy hết đấy. Anh trai anh ấy giỏi lắm, làm việc gì cũng xuất sắc luôn. Chứ đổi lại anh ấy, làm cái gì cũng chả nên hồn. Nhưng mà em không cần phải lo. Anh trai anh ấy thương anh lắm. Nên là từ bây giờ anh về làm với anh ấy, anh không cần phải lo cái gì hết. Đúng là cái đồ vô dụng. Tại sao mình lại có loại bạn trai như thế này nhỉ? Người như mình ấy, xứng đáng với anh trai của anh ta hơn. Mà việc gì mình phải cam chịu như thế. Từ trước đến nay chỉ cần mình thích cái gì thì mình đều ra sức tranh thủ được mà. Lần này cũng như thế. Mình xứng đáng được làm phu nhân của chủ tịch, chứ không phải chỉ làm bạn gái của một cái thằng vô tích sự như thằng Huy này. Em làm cái gì đấy? Đi vào ngồi đi. Cô Lan Anh, bây giờ chúng ta sẽ sang bên đối tác để đàm phán những hợp đồng sắp tới. Bây giờ cô đi về phòng lấy giúp tôi những hồ sơ liên quan. Dạ vâng ạ. My này, hình như lúc sáng là chúng ta đi vội quá nên chưa kịp ăn sáng rồi. Em có muốn xuống canteen ăn sáng với anh không? My à? My! Em làm cái gì mà anh gọi không nghe vậy? Anh hét to như thế để làm gì? Tôi có điếc đâu. Thì anh thấy em tập trung quá, gọi mãi không thấy trả lời. Gọi tôi có việc gì? Anh bảo em chưa ăn sáng đúng không? Xuống canteen ăn sáng với anh đi, anh mời. Ăn, lúc nào cũng chỉ ăn thôi. Anh không có việc gì khác à? Mà thôi, mang tập hồ sơ này về phòng cho tôi. Tôi còn có việc phải đi. My ơi, em đi đâu đây? Chủ tịch, anh đợi em với ạ. Cô Mỹ, cô tìm tôi có chuyện gì à? Dạ, em có chuyện muốn nói với anh ạ. Có chuyện gì sao không để ở công ty rồi nói, mà cô phải ra tận đây? Thì tại vì ở công ty đông người, em sợ họ lại nghĩ xấu về mối quan hệ của em với anh ạ. Thế mối quan hệ giữa tôi có mối quan hệ gì mờ ám à mà sợ mọi người biết? À, em xin lỗi ạ. Tại vì từ trước đến nay em không giỏi ăn nói cho nên là có lỡ lời. Mong anh bỏ qua cho ạ. Được rồi, có chuyện gì thì cô cứ vào thẳng vấn đề đi. Dạ, chuyện là thế này ạ. Em cũng biết là anh không thích em và anh Huy yêu nhau. Mà thật ra không phải là em đeo bám anh ý, mà còn là ngược lại. Em đã nhiều lần muốn chia tay với anh ý nhưng mà không được ạ. Anh ý lúc nào cũng bám theo em, không chịu từ bỏ. Vậy thì em còn làm cách nào được nữa ạ? Nhưng mà tuyệt đối em không phải là người vì ham lợi, vì giàu có mà lại đi quyến rũ anh ý như mọi người hay nghĩ đâu ạ. Thế cô nói chuyện này ra cho tôi biết là ý gì? Thì em muốn nói cho anh biết là thật sự giữa em và anh Huy không có chuyện gì cả. Ngay cả công việc này cũng không phải là do em bảo anh ý xin, mà tại vì anh ý thấy em xin việc khó khăn quá cho nên mới mở mồm ra để nhờ anh giúp đỡ thôi ạ. Thế hóa ra từ trước đến giờ là chúng tôi hiểu lầm cô. Thật ra em không dám nói em là một người hoàn hảo hay là tốt đẹp gì cả. Nhưng mà tất cả những gì em vừa nói đều là sự thật ạ. Mong là từ giờ anh đừng nhìn em bằng con mắt khinh thường như ngày trước nữa. Cô My ạ, thật ra từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi khinh thường cô, mà ngược lại tôi đánh giá cô rất cao. À, có thật như thế không ạ? Đúng vậy. Nếu như không đánh giá cao cô thì tôi sẽ không tuyển cô vào làm ở công ty. Tất cả mọi việc ở công ty này do tôi quyết định mà. Vậy... Chủ tịch, hồ sơ tôi lấy cho anh rồi. Chúng ta đi thôi. Vậy nếu mà chủ tịch đã bận việc như thế thì em không làm phiền anh nữa ạ. Cảm ơn anh từ nãy đã nghe em nói ạ. Em xin phép. Chào cô. Anh Nam, cô ta tìm anh có chuyện gì thế? Xem ra cô ta còn hơn những gì anh suy nghĩ. Là một cô gái không hề đơn giản. Không hề đơn giản? Cô ta lại bày ra trò gì à? Cô ta đang diễn hề thôi. Và xem tất cả mọi người là kẻ ngốc. Sắp tới chúng ta có kịch hay để xem rồi.